cảm nhận được cái độ lao vào đội bên phía T1 nó không phải là quá nhiều, trừ con Lee Sin của Honor, nhưng mà quyết định của Phoenix vẫn là lựa chọn một con Poppy và để Rell trong tay của Delight ở tại khu vực đường dưới. Nếu như là Rell khu vực đường dưới thì khả năng đi đường đến từ bộ đôi Varus cùng với Rell nó sẽ không phải là quá khó chịu cho Kalista cùng với ba. Và cảm nhận là cái tuyến trước bên phía của T1 với cái tầm mở đến từ Annie hay là Lee Sin và cả Aatrox nó chưa phải là quá tối ưu, thì T1 quyết định lựa chọn một vị tướng có tầm mở rất xa, đó là ba trong tay của Carrier, và trực tiếp nhắm tới những vị tướng có khả năng cấu rỉa như là Zay cùng với Varus, thì đều là những vị tướng nó tương đối kém cơ động. Và Poppy của Phoenix sẽ đóng vai trò là người có khả năng đi tấn công với một con Poppy cấp độ 3, hoàn toàn có khả năng tấn công băng trụ nếu như các đường bên phía của Hawkeye Sport làm tốt trong việc cấu máu hay là tạo ra những đợt lính thuận lợi cho Phoenix trong việc kiểm soát các mục tiêu cũng như băng trụ. Còn bên phía của T1 thì đội hình của họ cũng có mức độ đột biến rất cao ở cấp độ 6 với những chất tướng họ đang sở hữu, và cùng xem là bên nào sẽ triển khai cái điều kiện thắng của mình tốt hơn trong ván đấu đầu tiên này. Chúng ta cùng đến với ván thi đấu đầu tiên trận đấu lượt về giữa T1 và Hanwha Esports trong khuôn khổ của LCK mùa xuân 2024. Giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi Boxsport và chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn cho các kênh phát sóng chính thức của giải đấu. Và va chạm đầu tiên của chúng ta là ở khu vực đường trên với một chút xíu máu lợi hơn. Kèo này Doran rõ ràng là đánh không tốt rồi. Zed đã xử lý con Aatrox này tốt hơn, những tình huống cùi kiếm Darkin đã chính xác. Việc phải về nhà vào lúc này là không tối ưu với con Zay ở một đợt lính rất khó vào rừng đã ở cánh dưới. Quyết định từ bên Hanwha Esports là mở khi mà Kera di chuyển để có thể nhặt chuông, và họ lấy được thanh tẩy của Gumayusi, nhưng cái giá phải trả là bản thân Viper cũng mất thanh tẩy, Delight cũng mất tốc biển, nhưng Binet sẽ vào vị trí để chuẩn bị cho pha băng trụ. Họ đã xác định được là Honor đang ở cánh trên và có khá nhiều thời gian để cho bên phía Hanwha Esports triển khai pha này. Họ nhắm vào Gumayusi, người bị làm choáng, người bị đẩy vai, người sẽ phải nằm xuống với chiến công đầu cho Viper. Đó là một tình huống làm mềm trước đến từ bộ đường dưới bên phía của Hawkeye Sport, và việc lấy đi cái thanh tẩy của Majusi trong pha trước đó là một tình huống rất thành công cho phía Hawkeye Sport. Đó, như đã nói từ nãy đến giờ thì bên phía Hawkeye Sport đang làm được điều tốt nhất là đang kiểm soát được Honor. Honor đang không gây được bất ngờ với con Lee Sin này, và do đó các đường của bên phía Hawkeye Sport đang chơi một cách khá là thoải mái. Kyria đang cố gắng tìm cách tạo áp lực, anh ta đột biến, anh ta lao qua tường. Doran chuyển dạng búa, vẫn bị giữ chân lại, nhưng sát thương dưới điểm liệu có đủ hay không đây? Cả hai bên đều bung tốc biến nhưng Doran vẫn sẽ sống. Doran vẫn sống và anh ta mất máu đi tương đối nhiều. Pha vừa rồi T1 không có sát thương dứt điểm do là Carrier quyết định mang theo một phép bổ trợ hồi máu chứ không phải là thiêu đốt. Và áp lực với những pha roaming của anh ta nó chưa đủ nhiều để mang lại hạ gục dành cho cánh trên của T1. Nhưng với trạng thái máu yếu cùng với việc không có dịch chuyển thì Doran tiếp tục phải ở lại khu đường trên, và cái thế đường trên lúc này nó vẫn đang là thế thắng đường dành cho Just với những cách biệt về mặt chỉ số farm. Phoenix mặc dù có mặt ở khá gần nhưng liệu rằng họ có đủ cơ sở để tấn công hay không đây? Không. Do là Lee Sin của Honor vẫn đang có mặt ở khu cánh trên. Nhưng ít nhất Binet sẽ có mặt để đảm bảo rằng Doran không phải ở vào thế 1-2. Binet đang cố gắng né đi, lửa góc để làm choáng, anh ta làm choáng thành công, chuyển dạng búa, Doran lao vào và Honor ta không còn tốc biến nữa. Tuy nhiên sát thương dứt điểm từ Hanwha Esports chưa có. Binet tốc biến đến thế tàu góc và anh ta đã dứt điểm được Honor. Sau đó thì Zed đang gặp nguy hiểm, anh ta không có tốc biến, đang cố gắng né hung gió, hung gió đã bị né. Faker có mặt để hỗ trợ cho đường trên của mình. Cầu sấm đã trúng và Zed sẽ phải nằm xuống hay chăng đây? Còn đúng một phát đánh thường thôi và JK là người dứt điểm. Và đó là 3-0 dành cho các thành viên phía của Hawkeye Sport. Đường dưới tiếp tục có đánh nhau. Họ làm choáng thành công Gumayusi, bắt buộc anh ta phải tốc biến bỏ chạy. Mũi tên nó bắn trúng và thả mưa tên cũng trúng luôn, nhưng chưa đủ sát thương để hạ gục Gumayusi. Nhưng đó là trong những pha 1-1 khi hai bên bắt đầu đẩy thêm người lên khu vực đường trên. Thì bên phía của Hawkeye Sport, cụ thể là Binet, trong khoảng chừng 10 phút vừa qua, anh ta đang là người đi rừng thi đấu tốt hơn hẳn so với Honor. Và Honor đang bị Binet đứng rình con bùa đỏ này. Chắc chắn là không biết, JK cũng có mặt nhưng cú đẩy vai không thành công, vẫn có cú hung gió và Honor nằm xuống lần tiếp theo. Người chơi đi rừng của T1 đang bị kiểm soát hoàn toàn trong ván đấu này, và không những không ganh được mà bản thân anh ta cũng đã nằm xuống tới 2 lần với những pha chơi trên cơ hoàn toàn tới từ Phoenix. Và sự hỗ trợ tới từ JK trong pha vừa rồi là cực kỳ tuyệt vời để giúp cho Phoenix có thêm ma hạ gục ở trong ván đấu này. Các đường của T1 đều đang bị đe dọa, và mặc dù là chỉ số farm của họ ở khu cánh trên thì vẫn tốt, nhưng mà sau đó thì sao? Đây là Carrier di chuyển, thiên mệnh giữ chân thành công, Doran lại rồi. Doran không có tốc biến, anh ta đang ở dạng súng, anh ta bị làm choáng, đã dính xiên xích địa ngục và chắc chắn sẽ có điểm hạ gục dành cho bên phía của T1. Không có mạng hạ gục. Nhưng dưới hỗ trợ đi thì xạ thủ phải trả giá thôi. Và tất nhiên là cái mạng này thì chắc chắn sẽ phải trả giá bằng rất nhiều chỉ số farm cùng với những lớp khiên trụ ở khu đường dưới của Gumayusi. Một mạng cánh trên nhưng đổi lại một mạng cánh dưới dành cho bên phía của Hawkeye Sport, và Phoenix vẫn đang thi đấu rất năng nổ với một con Poppy 100% KP. Thật sự là khi mà bên phía của T1 chọn con ba này thì Gumayusi cũng đã biết số phận của mình. Gương mặt không hề có chút xíu phản kháng nào cả. Anh ta biết rằng Kyria sẽ phò tá khu vực đường trên. Và dịch chuyển xuống này, và Doran đang bị quay. Ba người cùng đánh thì chắc
chắn đường trên của Hanwha Sport phải nằm xuống. T1 đang dồn hết tài nguyên cho cánh trên của mình. Cú dịch chuyển trở lại khu đường trên của Doran, rất có một pha diễn rất là sâu khi anh ta giật về và Doran nghĩ rằng đối phương đã lui rồi, nhưng không, T1 vẫn còn tới ba người ở đó. Còn đây là một Kalista không phép bổ trợ, không có cách nào để Guma bỏ chạy cả. Các bạn hãy nhìn cái thế lính đó, bản thân Guma không thể nào ở đường dưới được cho anh ta phải lui về, anh ta không muốn bỏ không thời gian của mình, nhưng đi vào khu vực người đá thì lại bị rình. T1 cũng có một pha xử lý rất tốt, Kira canh thời gian chuẩn xác và Honor cũng không phạm sai lầm trong tình huống combo của mình để đem về một điểm hạ gục nữa. Đây là một ván đấu yêu cầu đặt ra dành cho Zed là phải carry, có đường giữa Faker solo à, có một chút xíu hỗ trợ đến từ Kira. Sự hỗ trợ đó có lẽ đến từ một cái địa an lạc chứ nó cũng không có quá nhiều giá trị về mặt sát thương. Và Faker đã có được một mạng hạ gục của ZK, mở ra một con sứ giả cánh trên, chính xác là những con sâu lượt 2 dành cho Honor. Những cánh dưới thì đã có chiến công đầu về trụ dành cho Viper rồi. Đây là một Varus có chiến công đầu, có chỉ số farm tới hơn 40 so với Kalista của Guma Yoshi. Và anh ta chuẩn bị về nhà sách thêm lựa trang bị ra thì đây vẫn là một nguồn sát thương rất đáng kể cho đội hình thực ra là cũng không có chống chịu tuyến đầu của T1. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý rất tốt đến từ phía của Faker. Tính toán đầy đủ sát thương để có thể dứt điểm được ZK. Anh ta, ZK đang di chuyển khá là nhiều trong khoảng thời gian vừa qua và anh ta đang học cực kỳ nhiều về mặt chỉ số lính so với lại Faker. Họ đang có một pha di chuyển xuống cánh dưới, họ đang tìm kiếm Honor, tìm đúng vào vị trí rồi. Nhưng mà không có pha làm chậm, xin lỗi bạn, không có pha làm choáng. Bởi vì khoảng cách không đủ, sợi xích tung ra cũng không trúng bởi vì không có tầm nhìn. Venus vẫn đang tiến tới, nổ lông cước được kích hoạt. Nhưng Guma Yoshi mất máu nhiều quá. Hai cái dịch chuyển từ bên phía của T1, Viper đang hấp máu, anh ta tốc biến rất nhanh. Gấu đã được thả phía bên này, Venus tốc biến qua tường. Còn Z đang lao vào cân ba, anh ta đang bị giữ chân lại, vẫn có điểm hạ gục. Sau đó là Delay phải tốc biến chạy. Kira là người làm choáng hai người. Hai thành viên của Hanwha Sport có thể sẽ phải nằm xuống hết. Doran quyết định ở lại kiếm mạng nhưng ta không thành công và phải nằm xuống. T1 giành lại thế trận. ZK có mặt rất là trễ và ta chẳng thể nào làm được gì hơn. Venus sử dụng CR phán quyết nhưng T1 đã lui ra. Bắt đầu là thế di chuyển ra khu vực hang rồng tốt hơn của T1 rồi. Cấu máu. Hanwha Sport đang thử cấu máu nhưng mà Viper cũng đang rất rén với những pha bước lên để thực hiện những pha mũi tên xuyên phá của mình. Cầu sấm vừa rồi. Oh, Faker. Chấp nhẹ. Faker quyết định chấp nhẹ một con gấu ở trong pha giao tranh này. Viper kêu khỏe quá, giờ đánh được rồi anh em ơi. Đánh được hay không thì chưa biết nhưng mà rõ ràng đó là một thiệt thòi của T1. Đánh được chứ, bây giờ con Varus không có tốc độ, anh đi không có gấu thì khỏe gì tốt rồi. Rồi đường giữa đã mất trụ, T1 bỏ rồi, Faker còn về. Và vừa rồi cũng là những pha cầu sấm lẫn cả mũi tên xuyên phá rất tốt tới từ Viper cùng với Doran. Tưởng chừng như đó sẽ là một bất lợi rất là lớn dành cho bên phía của Hanwha Sport với việc là hai chủ lực cấu rỉa tầm xa của họ đang không có tốc biến. Nhưng Faker lại mất đi công cụ mở vô cùng quan trọng đó là tốc biến cùng với trời tipper. Rất căng thẳng, đây đang là thế đẩy tốt hơn dành cho Hanwha Sport ở tại khu vực đường giữa và họ cũng đang triển khai những pha cấu rỉa với Varus cùng với Zay. Và vừa rồi thì Kera tiếp tục nhận thêm những đòn cấu rỉa của Hanwha Sport và góc di chuyển ra của T1 đang bị khép lại và họ liệu rằng có di chuyển ra kịp hay không đến tốc độ ăn cũng là tương đối nhanh đến từ phía Hanwha Sport. Honor đang tiến vào, lại dính hôn gió, định mệnh vẫy gọi để rút lui. Delay đang đứng cao, T1 quyết định rút lui, họ không còn đủ thế để đánh nữa. Kera ở một ngưỡng máu khá là thấp nhưng những cú cầu sấm của Doran nãy giờ chưa có được độ chính xác cao lắm. Rất áp lực ở cánh dưới nhưng đội hình của Hanwha Sport đã lui về thành công. Ăn rồng xong thì họ cũng chẳng có lý do gì để nán lại khu vực này nữa. Cho tới thời điểm hiện tại Hanwha Sport vẫn đang đánh tốt nhưng mà Doran cần phải chuẩn chỉ hơn trong những tình huống xử lý cầu sấm của mình. Anh ta đang gặp nguy hiểm, sóng âm đã hụt, vẫn ở dạng búa, vẫn bị giữ chân lại, có hạt không nổi nhưng không kịp kích hoạt. Anh ta đã đứng rất gần trên đó rồi. Doran đã thực sự xử lý không tốt cho pha vừa rồi bởi vì sóng âm của Honor trượt hụt rồi. Thì đó là một tiền đề để rút lui rất là đơn giản cho Doran nhưng anh ta cuối cùng vẫn nấn ná lại một nhịp và sau đó thì anh ta nằm xuống. Kera đang bị bắt lại. Bắt được rồi, hành trình vẫn còn nhưng ta bị giữ chân lâu quá, quá nhiều CC và Kera nằm xuống. Một mạng gỡ gạc và Faker cũng đang có thể mục tiêu bị tấn công. Anh ta bắt buộc phải chạy, gấu được thả ra nhưng sát thương chắc chắn là không đủ. Faker chấp bổn làm sao mà thành công được. Lại một mạng hạ gục nữa cho Hanwha Sport và họ đang có cơ sở để ăn Baron. Honor đang từ nhà chạy ra, liệu anh ta có ra kịp hay không? Đây tốc độ ăn Baron của Hanwha Sport là không quá nhanh. Họ lui rồi à? Doran có dịch chuyển, có lẽ họ đang cố gắng câu giờ cho cú dịch chuyển của Doran để ép một tình huống giao tranh diễn ra nhưng mà ZK không còn phi hồ và anh ta đã đứng trên tầm nhìn của T1. Rất có dịch chuyển nhưng anh ta quyết định đi bộ à? Biết là đối phương ăn rất chậm nên anh ta quyết định đi bộ từ nhà đi ra chứ không phải là dịch chuyển. Và anh ta đi bộ ra thì liệu rằng chiều cuối có hồi kịp để giao tranh hay không thì Hanwha Sport chắc chắn sẽ có được một tiếng ép Baron và họ có Baron luôn rồi. T1 không dám chơi. Họ biết rằng nếu như vào mà không cứu được Baron là có thể mất thêm người và mất thêm nhiều thứ nữa. Cho nên quyết định của họ là an toàn. Một mục tiêu lớn nữa rơi vào tay của Hanwha Sport. Và nhưng reo lại dành cho Dila nhưng ta vẫn xử lý tốt và Kera tiếp tục là một tiền bắt lẻ. Chiêu cuối bắt buộc phải được đầu tư để rút lui đến từ Guma Yoshi.
Sau đó thì Honor cũng đang gặp nguy hiểm. Zed từ phía sau lao tới chặt trúng vào Viper. Viper tốc biến rất nhanh để có thể bỏ chạy. Quay lại đẩy một quy. Hanura Sport đang phản công. Zeka tới hôn gió thành công. Tấn công vào Guma Uzi. Người nằm súng đầu tiên là Honor. Viper vẫn đang chạy. Nhưng Doran tới để có thể hộ giá. Và Zeka đã phải gục ngã. Nhưng Zed đã không còn chống cự được nữa. Đội hình của Hanura Sport vẫn giao tranh lời hơn. Họ mất 1 nhưng lấy được 3. Và tiền đề để bên phía Hanura Sport giao tranh đó chính là hai phép bổ trợ của Viper. Anh ta đã xử lý nó đủ tốt để rút lui. Rất không còn tốc biến để có thể bấu víu vào con Varus của Viper nữa. Và khi không có mạng của Viper, họ nhận lại một lượng sát thương quá lớn đến từ Hanura Sport. Và đây vẫn là một tình huống giao tranh sau Baron thành công cho bên phía của Hanura Sport để họ tiếp tục tận dụng con Baron này nhằm khai thác thêm những công trình của T1. Làm chậm được Binet nhưng Kuma không dám tiến lên. Đội hình của Hanura Sport đang lui nhẹ về. Kera đang ở ngưỡng máu rất là báo động. Và nếu như tiếp tục nhận thêm những quả cầu sấm cùng với những mũi tên xuyên phá, có lẽ anh ta sẽ không thể nào đứng lại trong pha giao tranh được. Và anh ta có lẽ sẽ phải mở ở cự ly rất xa bằng cú chiêu cuối của mình mà thôi. Nhưng tầm nhìn hiện tại của Hanura Sport tại khu vực hang rồng ngàn tuổi đang là tốt hơn. Có hay không có tầm nhìn, T1 cũng bắt buộc phải tiến vào khu vực này. Và Hanura Sport đang cố gắng câu kéo. Họ đang muốn tìm cách bắt lẻ một ai đó. Và Zed là người bị dính hôn gió, bị dính CC, bị xích lại. Và anh ta được hóa vàng chung với Kera. Nhưng Hanura Sport đứng đợi sẵn. Zed bị làm choáng và anh ta gục ngã dưới mũi tên của Viper. Định mệnh vậy gọi để kéo Kera bỏ chạy thôi. Nhưng Guma Yuzi là người kẹt lại. Kera có lẽ cũng không sống được quá lâu nữa. Vì vậy thì Faker cũng bị dính hôn gió. Anh ta có một cái hạt không nổ. Nhưng năm này ngay tại chỗ, Hanura Sport sẽ thắng ván đấu đầu tiên này. Poppy của Pinus thể hiện quá tốt ở trong ván đấu này, từ việc kiểm soát Honor ở những vòng rừng đầu cho tới việc tấn công băng trụ khu vực đường dưới và chơi bao sân hoàn toàn. Với một con Poppy 509 100% KP dành cho Pinus, một màn trình diễn Poppy cực kỳ ấn tượng của người chơi rừng phía Hanura Sport, và họ sẽ vươn lên dẫn trước 1-0. Sẽ phải có những điều chỉnh về mặt cấm chọn từ T1 sau ván đấu vừa rồi. Việc cấm đi ba con rừng chẳng khác nào tự chặt tay của Honor. Nhưng đây là một ván đấu mà chúng ta phải nói rằng Hanura Sport, các vị trí của họ đều đánh rất tốt, vươn lên dẫn trước 1-0 trong cặp BO3. Một ván đấu mà T1 đã phải dồn rất nhiều tài nguyên lên trên để nuôi Zerg và sau đó là mới bị hỏng. Sau đó thì bên phía của Hanura Sport cũng có những pha xử lý giao tranh cực kỳ tốt với khả năng outplay của không thể lay chuyển trong tay Poppy của Peanut. Anh ta sử dụng nó cực kỳ hiệu quả trong pha giao tranh cuối cùng, bắt chết được nguồn sát thương được coi là lớn nhất của T1 tại thời điểm đó là Zerg, thì gần như dấu chấm hết cho T1 trong pha giao tranh vừa rồi. Một con tướng mà đã có rất nhiều thành công cho Honor, nhưng họ cũng né luôn qua ván 2 này để gọi là thay đổi một chút xíu cái không khí của anh ta. Thì Delight không cần lấy con Rell nữa, anh ta lấy con tướng thuận tay hơn là Rakan. Họ có lẽ sẽ muốn có thêm công cụ mở với con Rakan. Tất nhiên là Rell cũng là một con tướng có khả năng mở rất là tốt bên cạnh khả năng băng trụ ở những cấp độ đầu. Nhưng ván này thì xác định là sẽ không băng trụ sớm rồi thì phải. Với rừng là Lee Sin thì tỷ lệ băng trụ sớm nó sẽ không được diễn ra so với con Poppy ở ván đấu trước. Và họ xác định là thời điểm này khu vực đường dưới của bên phía T1 là một con Nico, thì việc thắng đường và tạo ra thế lấy băng trụ nó là tương đối khó khăn. Về mặt chất tướng thì Kalista rất là khó thắng Varus, với tầm hoạt động nó ngắn hơn nhiều, cho nên là việc có hỗ trợ để đảm bảo khả năng trụ được đường cho Guma Uzi sẽ là điều quan trọng hơn. Thì T1 sẽ làm lại trước Hanwha Sport ở trong ván thấu thứ hai với một đội hình cũng đã đổi khác khá nhiều đến từ hai bên, và đặc biệt là những cái lượt cấm chọn mà tôi nghĩ rằng nó mang tính chất rất là nặng về mặt xây dựng tâm lý cho playoff. Nếu như trong một cái kịch bản khác thì chúng ta đã có thể thấy được những lựa chọn cũ xuất hiện lại, nhưng hai đội đều đang muốn đánh vào phần tâm lý của bản thân mình và của đối phương. Chúng ta đến với ván thi đấu thứ hai, cặp đấu giữa T1 và Hanwha Sport khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về bên phía Hanwha Sport. Trận đấu này trong khuôn khổ của LCK mùa xuân 2024, giải đấu được nắm giữ bản quyền bởi BoxSport, và chúng tôi rất cảm ơn sự ủng hộ các bạn khán giả dành cho các kênh phát sóng chính thức của giải đấu thời điểm này. Vâng, và ở ván đấu đầu tiên thì đó là ván thắng duy nhất của Hanwha Sport tính tới thời điểm hiện tại với các đội nhóm trên như T1 hay Gen.G. Và những pha di chuyển với Phi Hồ thì sao? Anh ta quyết định all in với Phi Hồ. Hôn gió đã trúng, Phi Hồ lần 2 đã được kích hoạt, nhưng ZK hết năng lượng, còn Faker thì máu vẫn còn. Đường giữa của Hanwha Sport chỉ có thể làm mềm đối phương và lui về, cả hai đã không còn dịch chuyển. Còn ở đường trên thì Doran bế Zed ra phía sau trụ của Zed. Sau đó Doran chạy, Zed tốc biến theo, sử dụng xiên xích địa ngục. Nó sẽ không có thời gian kích hoạt đủ và Doran đi bộ về. Viper dương cung lên, anh ta bắn trúng vào Kera. Và đây là con rồng nguyên tố được bên phía của T1 khởi động. Với lợi thế hiện tại là đường dưới của họ vẫn đang có thế thắng đường, vẫn đang đẩy đường được. Mặc dù đường giữa Faker vừa bị đẩy lui, nhưng rõ ràng anh ta có chiêu cuối để tiếp cận, cũng như là hiện tại ZK đang không có dịch chuyển. ZK hết năng lượng với đợt đẩy vừa rồi rồi, và anh ta sẽ không thể hỗ trợ thêm cho các thành viên phía Hanwha Sport tại cánh dưới. Delight quyết định W lên, nhưng đó là một pha bắt buộc rút về, mất máu quá nhiều đến từ Delight rồi.
Delay máu như thế này vào là rất dễ đi nha, anh ta vẫn còn hồi máu. Binet đang suy nghĩ về việc cướp nhưng phải đá trúng vào rồng kìa. Không có góc để tá vào rồng, chỉ đá vào Honor mà thôi. Faker cũng đã có mặt, Binet sẽ không thể tiến vào được. Rồng vẫn có cho T1. Sau đó thì họ có làm gì tiếp hay không đây? Quyết định là không. Và cùng xem là liệu rằng pha di chuyển này của Delay có tạo được bất ngờ với bên phía của T1 hay không. Việc lựa chọn Rakan thì đây là một con bài cũng có khả năng ramming rất là tốt. Và Doran bắt đầu có những nhịp lao lên để tấn công Zeus. T1 không ngạc nhiên lắm, nhưng mà liệu họ có lên kịp để cứu Zeus hay không trong pha này. Đội hình của Hanover Sport tiến lên, Zeus né chiêu rất tốt nhưng bạn không thể né chiêu cuối của Rakan. Và đó là chiến công đầu dành cho con Lee Sin của Binet. Phía bên này ZK chặn đường tiến của đối phương và họ đã thành công trong việc dứt điểm được Zeus. Zeus đã đứng quá cao trong pha vừa rồi với phép bổ trợ tốc biến đa trong thời hồi, thì anh ta không có cách nào để rút lui cả. Và bên phía của T1 cũng không di chuyển lên kịp. Tốc độ mở của Rakan là rất nhanh và Delay vừa rồi đã bung luôn phép bổ trợ tốc biến để thực hiện một pha tấn công. Mà anh ta mặc dù là trượt cú rất đầy tráng, nhưng cái mê hoặc tới từ chiêu cuối bộ phát thần tốc thì anh ta vẫn đáp nó được vào người của Zeus. Một mạng hạ gục dành cho người chơi rừng của Highway Sport để anh ta phần nào đó bù đắp đi cái lượng chênh lệch đang có ở chỉ số farm dành cho Honor. Liên tục là những pha áp lực tới từ các thành viên phía của Highway Sport còn đứng trên. Doran tự tin lao lên vì anh ta đã có đồ lớn là một cái găng tay băng giá. Nhưng đây mà là một đợt lính rất lớn và Doran không thể nào all in được. Anh ta vào trụ bắn. Zeus bắt một phi tốc biến, dịch chuyển chặn đường. Zeus không còn tốc biến nữa. Và khi ZK đáp xuống thì Zeus chắc chắn là nằm. Đây tôi không đếm được là ván thứ bao nhiêu mà T1 liên tục để mất mạng ở dạng đầu trận. Và những cái biến số đầu trận mà bên phía của Hangarai Sport kiểm soát ở trong cả hai ván đấu đều là cực kỳ tốt. Hai lần nằm xuống liên tục chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến một con Aatrox có xu hướng bọc sau. Và nếu như Aatrox của Zeus không có áp lực bọc sau thì những tình huống đứng trong giao tranh của Varus trong tay của Viper sẽ thoáng hơn rất nhiều. T1 thắp nhang cầu cho một con rồng ngon ở trong ván đấu này. Họ đang kiểm soát con rồng nguyên tố thứ hai và đó sẽ là con rồng đất. Doran giải quyết nốt đợt lĩnh, còn đúng một con người ta vẫn lui về được. Honor tấn công vào Delay nhưng hạt thông nổ sẽ giúp hỗ trợ của Hanwalai thoát về an toàn khi tỷ số đang là 2-0 dành cho họ. Lượng trang bị của Viper không, anh ta không xanh như ở ván đấu thứ nhất, nhưng bởi vì đội hình của T1 nhìn cũng khá mềm, cho nên nếu anh ta xử lý tốt những tình huống kỹ năng định hướng của mình thì vẫn có thể làm mềm được. Còn T1 thì sẽ phải cần những pha thi đấu tốt đến từ... Tôi nghĩ rằng Faker sẽ là người có thể giúp cho họ mở những cái nút thắt với những tình huống, ví dụ như quăng địa chấn chẳng hạn, làm choáng được Binet và dứt điểm nhanh được rừng của đối phương. Hồn gió cũng được tung ra, Doran có mặt ở đây. Gumayusi còn một chấm máu, Delay nhìn về phía của anh ta nhưng chưa lao vào tìm kiếm. Delay tìm một người khác và người bị bắt lại là Honor. Bản quyệt thương được kích hoạt, Delay vẫn tìm được Gumayusi nhưng Kerea nổ hoa khá đẹp, tạo khoảng trống cho xạ thủ của mình. Doran chuyển dạng tấn công vào Kerea, đem về một điểm hạ gục cho bên phía Hanwha Esports. Honor quyết định lao vào, quăng địa chấn lần này của Faker vẫn trúng và nó khiến cho Doran phải gục ngã. T1 giao tranh thành công. Họ giao tranh thành công và tiền đề để giao tranh thắng đó chính là một pha mà Binet chết chay. Hay nói chính xác hơn là T1 cũng muốn tổ chức giao tranh. Họ cũng không thể đợi cái tốc biến của Guma được. Họ cũng phải đánh để giữ nhịp rồng của mình. Delay dùng mắt, chính xác là pha máy quét để phá mắt của đối phương. Faker sẽ đứng từ phía sau, anh ta đang canh góc để chia cắt đội hình của Hanwha Sport. Hanwha Sport sẽ phải giữ vị trí và nhớ điều này ở trong đầu. Sứ giả được kích hoạt, Faker đã tung chiêu cuối và cắt được Doran ra khỏi đội hình của Hanwha Sport. Doran đang chạy về phía đồng đội của mình để có thể có được sự hỗ trợ. Anh ta chỉ còn 50% máu. Sợi xích tung ra giữ Honor lại. Binet cố gắng tiếp cận vào, đá được Honor vào, rao vào rồng. Nhưng Honor vẫn giữ được rồng cho T1 và Binet là người phải nằm xuống. Lợi thế đã có cho T1 nhưng họ cũng không vội để tràn lên. Họ nhìn thấy con sứ giả đường giữa sẽ dắt nó vào trụ một đối phương. Và lúc này thì họ cũng đang có một cái dịch chuyển của Zeus sẵn sàng để anh ta có thể chuyển đổi góc nếu như họ có định lấy đi trụ một đường trên của Hangar Sport. Nhưng mà Doran thì vẫn đang là người còn dịch chuyển và họ có thể phòng ngự được. Trụ đứng giữa của Hanwha Sport cũng còn rất là nhiều máu nên một cú húc đến từ sứ giả cũng chưa thể nào mang lại trụ dành cho bên phía của T1. Một ván đấu diễn ra với một thế trận rất căng và 19 phút trôi qua chưa bên nào có được chiến công đầu về trụ cả. Một lời khen dành cho Nơ trong pha vừa rồi. Thực ra anh ta cũng không chịu nổi đó Tùng à. Hồi nãy tôi thấy một pha mà thấy cơ cấu máu Doran, tại vì Doran cũng không có kháng phép nhiều, anh ta lên giáp rất là nhiều, cho nên bản thân Doran mà gặp con Talia này anh ta cũng gặp nguy hiểm. Faker lại chặn đường thành công. Và tình huống này thì Doran đã thoát khỏi quan địa chấn, anh ta giữ hai người lại, anh ta dùng luôn khô máu, có Delay xuất hiện. Faker vẫn đang thoát được nhưng đã bị mê hoặc, đang bị đánh đập liên tục. Zeus đứng kế bên để có thể hỗ trợ nhưng Faker đã gục ngã. Doran còn khoảng chừng 300 máu. Kerea đang tới phía bên trên thì Gumayusi làm tốt nhiệm vụ của mình khi dứt điểm được Binet và Honor cũng đang có bán nguyệt thương. Anh ta tiếp tục tiến lên nhưng Viper đã lui về được. Thì anh cũng quyết định rút lui. Tiếp tục là một pha giao tranh không có mục tiêu diễn ra đến tất cả hai bên. Trước đó thì mục tiêu là trụ thì bên phía của T1 đã ăn được rồi. Và pha di chuyển bất ngờ tới từ Delay để hỗ trợ cho đường cánh. Tuy nhiên đó là một pha trao đổi mà bên phía Hangar Sport không phải là những người có lời về mạng. Ở cánh của Faker cùng với Zeus
thì mặc dù họ mất đi Faker nhưng họ lại có mạng dành cho con Aatrox sát lực của Zeus. Và sau đó thì ở cánh còn lại, phần còn lại của T1 đang khỏe hơn với Xin Zhao, với Kalista cùng với Nico. Họ có sức giao tranh khỏe hơn so với Varus, với Ahri và Lee Sin, và Phoenix tiếp tục lên bản điểm số thêm một lần nữa. Hanwha Lightspot đã di chuyển ra khu vực hang rộng rất sớm. Keria đã đổ chiêu cuối của mình lấy Phi Hồ. Một tình huống trao đổi tôi nghĩ rằng cũng chưa biết rõ là nó sẽ có lời hay không, bởi vì một chiêu cuối của Keria nếu như sử dụng đông người thì nó vẫn có khá nhiều giá trị. Nhưng đây là thời điểm mà rồng chưa ra, ZK cũng mất tài nguyên, Keria mất tài nguyên, còn khoảng trống vẫn có để cho Zed tổ chức pha ăn trụ. Và khi không còn nổ hoa nữa, Honor là người bị dính xích, chưa tiến vào được khu vực hang rồng. Nhịp di chuyển của ta hơi chậm, Binance quyết định lao lên tìm kiếm Keria, người đã tốc biến rất nhanh. Phía bên này thì Honor cũng đang bị giữ chân, Delay làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng Gumayusi cực kỳ tự tin, anh ta đang tràn tới tìm ZK. Và đó là Faker với mạng hạ gục. Đội hình của Hanwha Lightspot đang bảo kê cho Viper lùi phía sau. Faker đã nằm xuống, phía bên này Doran đang cần 3, cần 4, anh ta chuyển dạng. Nhưng Sante lúc này liệu có thực sự khỏe không? Anh ta có sự hỗ trợ từ đồng đội, sóng âm đã trúng. Và con Sante này của Doran quẩy tốt, Binance tới để có thể hỗ trợ sóng âm nhưng đã hụt. T1 vẫn có thể lui về được. Một pha giao tranh cực kỳ dài hơi diễn ra đến từ cả hai bên, và Keria thì có thể vẫn sống với một chấm máu, ZK thì có thể phải lên bảng điểm số, nhưng phần còn lại của Hanwha Lightspot vẫn đủ sức để có thể gỡ tới hai mạng, và họ sẽ có được thế tốt hơn để kiểm soát con rồng nguyên tố thứ tư của ván thi đấu này. Chưa có linh hồn rồng cho bên phía của T1. Đó đã là một tình huống mà rất quyết định không ăn trụ hai đường trên để dịch chuyển giao tranh với bên phía của T1. Việc mất đi chiêu cuối của Delay cùng với chiêu cuối của Viper lúc này khiến cho công cụ mở giao tranh của Hanwha Lightspot nó bị hạn chế đi rất nhiều, và họ chỉ còn công cụ mở tới từ pha phi hồ hôn gió của ZK mà thôi. Nhưng họ vẫn đang muốn thử, tốc độ ăn của họ sẽ không phải là quá nhanh với một con Varus sát lực. ZK đứng đợi, anh ta đã hôn gió nhưng mà Honor vẫn không mất quá nhiều máu. Faker chặn tường trước mặt Hang Baron. Đội hình của Hanwha Lightspot đang lui về chung với nhau. Honor cực kỳ thấp máu rồi nha. Sóng âm nó không trúng vào ai cả. Faker quăng gạch liên tục. Viper tiến lên, Keria nổ hoa dính ba người, nhưng Viper đứng ở tuyến sau. Một thành viên của bên phía Hanwha Lightspot đã thấp máu, đó là ZK, nhưng Zed cũng bị cô lập tuyến sau. Có chắc là cô lập hay không? Không chắc lắm, bởi vì T1 đã có mặt để hỗ trợ cho đường trên của mình. Honor bán nguyệt thương cực đẹp trúng ba người, phá tan vỡ đội hình của Hanwha Lightspot, và Viper chắc chắn sẽ nằm xuống bởi vì một chấm máu này không cho phép anh ta tấn công vào Honor. Baron sẽ có sau pha giao tranh này cho bên phía của T1. Nếu như họ dứt điểm được Binance thì nó lại càng chắc chắn, nhưng Binance cũng không làm được gì pha này cả. Kể cả là con Binance, tôi nghĩ là bên phía Hanwha Lightspot vẫn sẽ mất đi con Baron này mà thôi. Một quyết định ép Baron nó tương đối liều lĩnh của Hanwha Lightspot. Tất nhiên là tiền đề là việc họ đã cấu rỉa thành công được Gumayusi, nhưng nó chưa phải là một tiền đề đủ tốt để họ có thể tiến vào con Baron vừa rồi. Viper đang cố gắng cấu máu, anh ta vẫn giữ được cái tốc biến, nhưng với bù lại Baron, Faker đang đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Lính vẫn đang đẩy ở khu vực đường dưới. Hanwha Lightspot không có nhiều thời gian, họ phải ép đánh để kéo Faker về phía khu vực hang rồng. Zed đi một mình, Zed phải lướt đi. Hôn gió lần này thì trúng, xích cũng trúng, tất cả mọi thứ dồn vào Faker dựng tường nhưng không cứu được Zed. Nó chỉ tạo một chút xíu thời gian để họ tổ chức pha hang rồng, nhưng Binet đã có mặt ở khu vực hang rồng này. T1 đang thua người, liệu họ có dám tiến vào hay không? Viper đang đứng rất cao để có thể đảm bảo sát thương. Sóng âm đẩy vào người của Faker. Doran lướt về phía đồng đội của mình, né khỏi quăng địa chấn. Doran, anh ta thấp máu. Honor là người lao vào, Doran chuyển dạng nhưng đã quá trễ. Nổ lông cước được kích hoạt nhưng Honor vẫn sống, còn Binet thì không. Bùa lợi linh hồn rồng đất có cho T1 để đảm bảo một cách chắc chắn hơn chiến thắng của họ. Và họ vẫn còn cú dịch chuyển của Zed sau khi anh ta hồi sinh để tiếp tục đợt đẩy đến từ bùa lợi Baron ở cả hai khu vực đường ở khu canh dưới bản đồ đang có những đợt đẩy thuận lợi để họ có thể có trụ. Hoặc thậm chí rất có thể suy nghĩ đến câu chuyện là dịch chuyển lên khu đường trên chăng? Keria đang có thể bị bắt lại. Anh ta dùng nổ hoa để câu thời gian cho chính bản thân mình, ngăn chặn Delay và Viper. Cú sáng đó chỉ giữ chân được Delay mà thôi. Viper vẫn đang dí tới. Phần còn lại của T1 cũng đang tiến tới để có thể hỗ trợ đồng đội của mình. Keria bấm đồng hồ, anh ta không có tốc biến. Anh ta dùng pha hóa hình của mình để có thể làm đối phương bị lạc mất. Và đó là Keria vẫn sống. Còn Viper và Delay thì tôi không chắc lắm, có một hạt thông nổ ở đây. Ai đi ai ở, hai người vẫn đi chung. ZK lao tới, nhưng Keria vẫn đứng chung với đồng đội của mình. Phía bên này mũi tên đã hụt và Viper nằm xuống. ZK cũng không còn bao nhiêu năng lượng cả, và người đang bị kẹt lại đó chính là Delay. Liên tục là những tình huống giao tranh thua của Hanwha Lightspot. Họ đang bị dẫn vào những pha giao tranh thua liên tục, mặc dù trước đó họ bắt lẻ thành công được rớt, những cái lượng tài nguyên họ đầu tư là quá nhiều để có thể xài tiền và dứt điểm ván đấu ở một vài giây phút nữa. Còn Binet đang lạc phía sau lưng của T1. Gumayusi không hề sợ con Lee Sin này, anh ta hoàn toàn có thể cân nó. Binet chỉ có thể chạy, nhưng chạy đâu bây giờ khi mà Zed đã cầm một cây kiếm to tổ bố đứng sau lưng. Binet vẫn đang cố gắng chạy bằng cú nổ lông cước, nhưng Keria đổi người vào và Binet nằm xuống. Cú dịch chuyển này là của Faker, nhưng Doran đã bật tốc hành để có thể bỏ chạy. Nhưng ván đấu này thì đã tới hồi kết thúc rồi. Đây sẽ là đường lý siêu cấp thứ 3 dành cho T1 sau khi họ bắt được một Phoenix đang đi vòng sau với một con Lee Sin không quá áp lực của anh ta. Anh ta không thể nào bỏ chạy nổi với góc di chuyển kẹp vào ở nhiều hướng khác nhau. Zed đang tạt cánh, Honor lao lên. Rất khó, giao tranh trong thế thua nhiều tiền đến như thế này.
Duran vẫn đang cố gắng chạy, Delay cũng chỉ có thể chạy mà thôi. Lượng sát thương gây ra từ một con Varus sát lực là cực kỳ hạn chế. Quăng địa dẫn lại trúng, và đó là cú mở đường máu của Duran nhưng vẫn không thành công. Anh ta gục ngã một lần nữa. Đội hình của T1 chỉ còn khoảng chừng 30 giây đến 1 phút nữa là họ sẽ dứt điểm ván đấu. Xoắn trói vẫn trúng. Và Viper Godfrey anh ta vì không thể kiểm soát được hành vi và bắn quy ra phía sau lưng của mình, thất bại đã đến với Hanwha Esports. Chúng ta sẽ có ván đấu quyết định. Đây thực sự là một ván đấu mà Hanwha Esports đã hơi tự làm khó mình với khâu chọn cái tôi hơi cao. Đúng. Họ đã tự làm khó mình với những chất tướng Lee Sin mà Phoenix đã rất lâu rồi không thể hiện rồi. Thì Ahri đứng giữa của JK ván này cũng có những pha xử lý. anh thấy nó hơi thẳng quá. Đứng trong bụi mà hôn gió con xin giao đi bộ vào hụt thì tôi nói vậy là hơi nhẹ. Thôi thì hai đội sẽ bước vào ván đấu quyết định để chúng ta cùng xem là ngày hôm nay ai sẽ có được thắng lợi cuối cùng. Nói dở thì là hai đội cũng mỗi người dở một game rồi. Chúng ta cùng đến với ván đấu thứ ba khi mà chúng tôi quay trở lại với các bạn. Thì T1 cũng sẽ có câu trả lời của mình. Với Zeri thì đây cũng là vị tướng mà tăng tiến sức mạnh nó không quá thua kém so với lại Smolder. Chỉ là nếu mà thực sự tới với giai đoạn siêu lây điểm cộng dồn quá nhiều thì con Smolder mới khỏe hơn hoàn toàn thôi. Vâng, và tôi nghĩ là Zeri hoặc là Kai'Sa trong tình huống này cũng rất là hợp lý. Đúng rồi. Bởi vì là đội hình bên phía T1 là đội hình có khả năng sổ vào rất là mạnh ở tuyến trước với Ahri, Aatrox rồi Lee Sin. Thì nếu như lựa chọn được một xạ thủ có khả năng tự bảo kê bản thân lẫn cả có khả năng follow up cái tuyến đầu thì Nautilus của Carrier sẽ chỉ cần suy nghĩ đến một câu chuyện là mở giao tranh như thế nào mà thôi. Nhưng có một con tướng không thay đổi là Lee Sin vẫn xuất hiện trong ván đấu này. Ván đấu quyết định giữa Hanwha Esports và T1 đã chính thức bắt đầu. Đây là ván đấu mà Hanwha Esports chuyển qua bên phía đội 1 và đương kim vô địch thế giới T1 sẽ thi đấu từ bên phía đội 2. Và tôi cảm giác những chất tướng của bên phía Hanwha Esports đang là những chất tướng mà hơi bị đe dọa bởi con Aatrox nha. Ba chủ lực của họ đều là những chủ lực rất là mỏng, Talia, Zay hay là Smolder. Thì nếu như dọn đi đường mà họ không thực sự triệt để trong việc kiểm soát con Aatrox đường trên của Zeus thì vào những giao tranh đó sẽ là những cái khó khăn dành cho đội bên phía của Hanwha Esports, do là họ cũng không có một cá nhân nào đó có thể kẹp được con Aatrox ra một vị trí khác trong những tình huống giao tranh. Duran có thể giải quyết. Pha di chuyển trước tới từ Talia của JK để lấy thông tin và có thể đánh chặn. Nhưng đây là một pha mà anh ta không quyết định di chuyển ra sông mà chỉ ở lại khu đứng giữa thôi. Góc đứng hiện tại của anh ta là check xuống cánh dưới, một góc đứng rất là an toàn. Đứng giữa ở tại thời điểm này thì nó rất là rộng và việc tiếp cận không phải là dễ nha. Có lẽ phải mất tốc biến, đang bị làm chậm, đã mất tốc biến, hút gió vẫn trúng. Nhưng sóng âm thì đã hụt rồi, quăng địa chấn trúng vào Honor. Trụ bắn được một phát, hai phát, Honor đã nằm xuống. Chiến công đầu dành cho JK, Faker gỡ lại được mạng. Tôi nghĩ rằng đó có thể là một tình huống mà Faker nên tốc biến hôn gió trước cái sóng âm thì tốt hơn, hoặc là nếu như đã trượt sóng âm rồi thì họ có thể cân nhắc việc chỉ dừng lại ép tốc biến của JK đã là thành công rồi. Nhưng quyết định là all in. Nhưng all in thì chiến công đầu thuộc về cho JK chứ không phải là T1. Có một cái điểm cộng là hai bùa của Honor chuyển về cho Faker. Một bùa đeo thành công rồi, lấy đi cái thanh tẩy Viper hết năng lượng. Nhưng đợt lính vẫn lời hơn cho bên phía của Hanwha. Họ vẫn đang đứng lại đẩy, họ gây nhiều sát thương vào Kerea. Tuy nhiên Honor bắt đầu tiếp cận khu vực cánh dưới. Delay đang đứng chết lên phía trên để có thể che cho Viper nếu cần. Móc Monel đã trúng, đánh vào Delay cũng được. Delay tốc biến đi, anh ta đẩy được Honor ra một nhịp nhưng nhường được mạng cho Gumel là tuyệt vời. Đã có mạng cho T1, vẫn thành công với tình huống tấn công vừa rồi. Đó là một pha làm mềm trước đến từ bộ đôi Gumel và Carrier, và đó cũng là một pha mà Smolder của Viper chưa thể đẩy xong đợt lính để anh ta có thể về nhà. Họ phải dướn lại một nhịp ở trạng thái thua đồ, và khi Lee Sin xuất hiện khu đường dưới thì họ bắt buộc phải có người nằm lại, và đó chính là Delay. Khu cánh trên thì Phoenix cũng đã nhanh chóng di chuyển vào. Với áp lực đẩy đường đến từ cánh trên thì họ đã có được những con sâu. Và liệu rằng có một cơ hội nào đó sau cú làm mềm của Doran để họ suy nghĩ đến câu chuyện băng trụ hay không đây? Để coi, tại vì khi bạn ăn sâu thì sẽ có thông tin. Một người thì hơi khó, nhưng mà bốn người nhiều người hơn thì là chuyện khác. Nhưng mà đợt lĩnh đã được giải quyết. Zed cũng đã cảm nhận rằng mình đang ở trong tình thế nguy hiểm. Anh ta đã bung hết chiêu để có thể về được. Và nếu như anh ta về, thực ra là vẫn sẽ có những thua thiệt của rất so với con dây của Dora mà thôi. Hiện tại cách biệt đã là con số khoảng chừng gần 2 đợt lính rồi. Và nếu như thành công trong việc khai thác cái mạng này của Zed, họ sẽ tiếp tục khuếch đại thêm lợi thế dành cho Dora. Zed quyết định không về.
Cầu sấm đã trúng, delay vào vị trí, Z vẫn còn tốc biến, anh ta vẫn bị giữ chân lại và đã dính chiêu cuối của Binet. Z ham lính và Z đã nằm. Thực ra đây là cái cảnh mà cũng rất là giống với ván 1 là con dây của Doran cũng bị một cái tình huống di chuyển lên rất đông thành viên của T1 làm khó. Đúng và rồi. Đây là một tiếng nằm xuống mà Z sẽ không có dịch chuyển. Pha di chuyển lên khu vực cánh trên của Keria như anh ta đã đi qua tầm nhìn rồi. Đây là một pha di chuyển mà có lẽ sẽ không tạo được quá nhiều bất ngờ với Doran phía bên kia. Dây của anh ta vẫn còn phép bổ trợ tốc biến, còn đường dưới thì Gumayusi đang bị bỏ rơi một mình. Và anh ta mặc dù là Zeri có được một mạng hạ gục, nhưng với áp lực đến từ 3 thành viên bên phía của Hungry Sport, liệu rằng Guma có chịu nổi không đây? Anh ta bị đấm dính tường, anh ta bị ôm, anh ta bị thổi lửa vào và Fiber là người có điểm hạ gục. Và tất cả những gì Delay có thể làm trong pha này là phá đi một con mắt của đối phương. Bên phía của Hanwha đang gửi đi thông điệp rằng họ sẽ buông con rồng này. Tại vì nếu như cả đường trên và hỗ trợ của bạn ở cánh trên thì Binet không thể nào cạnh tranh con rồng được với con Lee Sin của Honor. Mà họ cũng không ăn được sâu luôn, tại vì Binet vẫn đang lởn vởn ở đây. Và pha áp lực của Delay mặc dù không mang lại mạng nhưng cũng ép cho đường trên bên phía T1 bắt buộc phải về nhà dịch chuyển trở lại. Nhưng đây là một pha tổ chức tấn công với mặt đất dậy sóng của JK. Rất biết điều đó và anh ta đang giữ lại ngưỡng máu của mình. Chấp nhận là không có được những chỉ số farm nhưng anh ta sẽ giữ được ngưỡng máu để giúp Faker có pha di chuyển lên hỗ trợ. Honor muốn múa một tí trước mặt của Delay. Sứ giả vẫn đang được mở. Faker sẽ chưa dịch chuyển rồi. Có chiều cuối luôn rồi. Có phi hồ luôn. Honor tiếp cận. Binet vẫn ở trong khu vực hang sứ giả. Cuộc cạnh tranh trừng phạt này thì đó là Faker ăn được sứ giả. Nhưng rất nhiều thành viên của T1 thấp máu, họ mất người. Đó là Faker kẹt lại trong hang sứ giả. Anh ta tốc biến được qua tường và ta tạm thời thoát đi được. Ai nhặt được sứ giả hay không? Có người nhặt và đó là Honor. Đó là Honor nhặt sứ giả nhưng anh ta cũng đã phải bỏ mạng của mình lại. Một pha giao tranh mà bên phía Hungry Sport có được hai mạng hạ gục của bên phía T1. Và tất nhiên là họ cũng đã để mất đi con sứ giả. Nhưng đó là một tình huống trao đổi mà tôi nghĩ là bên phía của Hungry Sport cũng không đến mức quá lỗ. Họ đang có được cái thế tốt hơn ở khu vực đường trên để có thể lấy trụ. Và họ tiếp tục có định cam và Zerg Aatrox của anh ta vừa mất phép bổ trợ tốc biến xong. Với cái trụ đứng dưới đang không còn nhiều máu thì JK quyết định là không dịch chuyển à. Nếu anh ta không dịch chuyển thì đợt đẩy tới từ Faker có thể sẽ mang lại trụ. Dây của Doran đang là người được cắt cử xuống khu đứng dưới để có thể phòng thủ đợt đẩy tới từ Faker. Nhưng Faker sẽ có khoảng trống di chuyển trước. Và pha di chuyển của Faker với phi hồ nó cũng là một áp lực rất là lớn. Tuyến đầu của Hungry Sport thì lúc này Alistar cùng với Maokai đều không có tốc biến. Và nếu như di chuyển hơi hình bị bắt lại bởi những cú hồn gió bất ngờ của Faker, họ hoàn toàn có thể sẽ phải nằm xuống rất nhanh. Sứ giả đã được kích hoạt sớm. T1 đang muốn nhanh chóng giải quyết con rồng này. Họ đang ở ngưỡng hai rồng. Rồng không còn nhiều máu nữa. Khá nhiều thành viên của T1 đã bị cấu máu trước. Delay bị làm chậm, JK chặn đường lui của T1. Binet thả chiêu cuối, Faker đổi góc lên phía trên. Và con rồng này đang không còn nhiều máu. Tình huống này thì rồng thuộc về Honor. Sau đó T1 đang bỏ hè nhau chạy. Họ đang để lại một người mà thôi, đó là Keria. Sứ giả đã hút vào trụ một khu vực đường giữa. T1 có một con rồng rất quan trọng. Nhưng đội hình có lui về được hay không? Vẫn đang lui về được. Cầu sấm Doran vừa rồi hơi thiếu tầm một tí. Pha chặt quy của Zed sẽ làm chậm Delay và JK. Rồi T1 lui về được, chỉ mất Keria mà thôi. Mặc dù là trụ đứng dưới của Doran đang tương đối yếu máu nhưng mà T1 sẽ chưa có cơ sở để khai thác mục tiêu này. T1 trước đó có một pha di chuyển và họ có được trụ đứng giữa trước khi di chuyển đội hình của mình lên khu cánh trên. Vì rồng vẫn còn tới hơn 2 phút nên là T1 đang đánh lên khu cánh trên với pha dịch chuyển bọc sau đến từ bên phía của Hanwha Life. Họ đang nhắm vào Faker và Honor, hai thành viên của T1 đang bị cô lập. Keria đang cố gắng chạy tới, Guma cũng tương tự như vậy, quăng địa chấn đã bị né. Honor dùng nổ lông cước để chạy. Binet thả một cú chiêu cuối ra, tôi nghĩ tốc độ của nó có đủ hay không đây. Góc này là khá đẹp. Giữ chân được Keria, giữ chân được Faker, giữ chân được Honor. Và người bị ôm đó là Faker. Binet đã dứt điểm được Faker. Keria cố gắng chặn phần còn lại của Hanwha Sport. Zed đáp xuống nhưng pha này không cân được đội hình của Hanwha Sport, nặng quá và Zed đang phải chạy. Anh ta có một góc di chuyển về phía phần sân của đối phương. Lúc này thì Baron đang ra. Baron vừa xuất hiện đúng thời điểm mà bên phía Hungry Sport vừa thực hiện một pha tấn công và lấy được thành công hai mạng hạ gục của T1. Faker có dịch chuyển nhưng anh ta sẽ phải xuống bảng điểm số sau tận 20 giây nữa. Và trong 20 giây này thì Honor sẽ phải là người giữ lại hy vọng của T1 với cú trừng phạt của anh ta mà thôi. Anh ta là Lee Sin, anh ta có khả năng tiếp cận, anh ta có tốc biến, rất đang cố gắng lao vào. Và anh ta đã thoát khỏi pha mở của Delay. Đội hình của Hungry Sport thấp máu. Gumayusi bật điện ảnh đến điểm, sóng âm được tung ra. Honor lao vào dứt điểm Binet, anh ta tốc biến ra phía sau. Anh ta còn 200 máu, Delay cũng thấp máu. JK quăng địa chấn thành công và Gumayusi gục ngã. Zed sẽ là nạn nhân tiếp theo với nhiều mạng hạ gục cho Hungry Sport. Nhưng Faker đã có mặt ở đây để dứt điểm Delay. Anh ta phi hồ hôn gió thành công, lấy thanh tẩy của Viper. Keria cũng tiến tới nhưng Doran sẽ lui về được. Baron còn nguyên. Faker phi hồ qua tường tìm kiếm Doran. Đang cố gắng né, vẫn bị hôn gió sau khi chuyển dạng búa. Cầu về thành công, kích hoạt Leo Li dứt điểm Doran. Một pha giao tranh vô cùng dài hơi diễn ra đến từ cả hai bên. Giao tranh lâu tới cái mức mà Faker xuống bảng đếm số và dịch chuyển trở lại. Vẫn còn giao tranh. Vừa rồi thì anh ta đã bắn một quả cầu sấm thành công rồi, nhưng rất cần thêm nhiều quả nữa để có thể lấy máu các thành viên phía T1.
Công cụ mở giao tranh của T1 lúc này đã bị hạn chế đi sau khi không còn cái phi hồ của Faker nữa. Và họ đang có dấu hiệu muốn buông bỏ con giống nguyên tố này để đi đẩy đường. Họ sẽ đẩy cao được ở hai khu vực đường, đó là đường giữa cùng với đường dưới. Nhưng giao tranh thì họ đang bị thiếu đi phi hồ của Faker. Binet đã đẩy chiêu cuối ra và chắc chắn là T1 không thể tiến vào khi Zed vẫn đẩy trụ ở khu vực cánh dưới. Một mục tiêu quan trọng mà Hanolai có được, đó là con rồng nguyên tố đầu tiên họ có. Và quan trọng hơn là họ đang ngắt mặt rồng của T1. Và mặc dù có trụ đứng dưới để giúp T1 có thể gỡ lại được một chút tiền, nhưng liệu rằng họ có muốn bước vào tình huống giao tranh Baron hay không? Cú móc trượt của Keria, quang địa chấn cũng trượt của Zeka. Bởi vì T1 hồi chiêu cuối của Faker quá nhanh nên họ có thể tiếp tục ép giao tranh tiếp. Họ biết rằng Binet đang không có chiêu cuối. Họ đang tổ chức một pha băng ăn Baron. Và đây là lúc mà tiểu hỏa long của Viper đã đạt được ngưỡng sức mạnh của mình. Tốc độ ăn Baron của T1 không quá nhanh. Đội hình của Hanover Sport đã sẵn sàng, móc Monel chỉ vào tường mà thôi. Keria gặp nguy hiểm, mẹ được gọi để làm mềm đội hình của T1 từ Viper. Và T1 biết rằng mình không thể liều. Ngay lập tức đó là pha di chuyển vào của Hanover Sport tại khu vực đường giữa để khai thác trụ với đợt lính có xe to. Honor đang khá thấp máu. Ôi Attack lao vào lính và Attack nằm luôn ngay lập tức. Trụ có Guma bật đi ra để điểm quăng địa chân trúng hai người. Và Viper đang bắn tất cả mọi thứ trước mặt của mình. Keria còn đúng một chấm máu lửa nổ và double kill dành cho Viper. Viper bắt đầu lên tiếng rồi. Mặc dù là Doran đã phải nằm xuống nhưng Hanwha Esports lại bắt chết được Honor. Honor vô ảnh cước vào để ăn con xe to và anh ta nằm xuống ngay lập tức với pha tràn vào của Hanwha Esports. Viper đã có sát thương dứt điểm với con tiểu hỏa long đã tiến hóa quy lượt 3 rồi. Và T1 bắt buộc lại tiếp tục phải suy nghĩ đến câu chuyện giao tranh thiếu người để cản Baron của Hanwha Esports. Làm gì thì làm thì cũng phải tiến vào. Zed dịch chuyển từ nhà ra. Delay sẽ có mặt ngay trước mặt của Zed để có thể ngăn chặn. Gumayoshi ở phía trên không có trừng phạt. Faker cố gắng tiến vào. Binet bung chiêu cuối ra. Đó là ZK. Ôi trừng phạt chưa hồi. Trừng phạt qua đó chưa hồi. Guma đang tiến lên nhưng Viper đã tung cánh bỏ chạy về phía với đồng đội của mình. Họ sẽ bấm B về để sai tim. Và Zed đang bị kẹt ở khu vực đường giữa, anh ta không có áp lực. Faker lao lên nhưng mà hôn gió trúng và Alista còn bất khuất của Delay. Đổi một tình huống bất khuất lấy khả năng mở của Faker thì tôi nghĩ rằng Delay sẵn sàng mở. Đổi bất kỳ lúc nào. Zed đã quay lại với đồng đội của mình. Móc Monel thành công nhưng lại là Alista. Keria bắt buộc với tốc biến khi thấy rằng mình móc sai người. Thậm chí nếu có móc vào những chủ lực tuyến sau thì những cái tốc biến còn của Hanwha Esports tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Và vẫn tiếp tục là bộ lợi Baron còn khoảng chừng 30 giây nữa. Zed đang đảo góc để có thể mở nhưng ZK đang là người được cắt cử để có thể một kèm một với con Atrox phía bên kia. Nếu như cần thì anh ta sẽ dựng tường để cho đồng đội của mình phá nhà lính cho nhanh. Quăng địa chấn trúng hai người. Honor là người đang chạy nhưng đã bị bắt lại chung play Keria. Và cặp đôi từ bên phía T1 đã nằm xuống dưới ngọn lửa của Viper. Thắng lợi đã rất gần Hanwha Esports rồi. Họ đang tiến vào. Binet đang giữ chân Zed ở phía ngoài. Zed không thể tiếp cận được tuyến sau đội hình của Hanwha Esports. Đợt lính đường giữa còn khá xa. Nhưng Hanwha Esports nói rằng chúng tôi sẽ bảo kê con xe này để tiếp tục tiến tới ở khu vực đường dưới. Guma vừa dứt điểm được con xe đó nhưng đợt lính tiếp theo cũng vừa tới. Zed đang cố gắng chặn lính nhưng phía trong này vẫn có đủ lính để Hanwha Esports tiến vào. Faker hùng gió vào khoảng không. Zed đang cố gắng dắt con xe ra khỏi căn cứ của mình và anh ta có thể sẽ phải hy sinh khi làm điều đó. Anh ta đang cố gắng chạy phía bên này. Faker hùng gió vào Binet. Guma bắn tốt. Binet lao vào lính để có thể đốc và anh ta vẫn đang đi bộ về đường. Tạm thời T1 phòng ngự thành công. Đó là một tình huống phòng ngự thành công cái nhà chính của T1, nhưng rõ ràng một đường lính siêu cấp và một trụ bảo vệ nhà chính trước thêm con rồng nguyên tố thứ 5 của ván thi đấu này đã là một thành công lớn dành cho bên phía Hanwha Esports. Và đặc biệt là những tình huống giao tranh diễn ra thì Viper không bị chịu bất kỳ một áp lực nào cả. Anh ta vẫn còn hai phép bổ trợ. Keria có định mở nhưng lại mở vào Delay. Delay vẫn đang khá là trâu. Faker hung gió vẫn không trúng ai cả. Một con rồng lửa nữa. Delay không vào vị trí để có thể tiếp cận bất kỳ ai. Cầu sấm khá chất lượng. Viper đã né khỏi tình huống móc mỏ neo nhưng Binet sẽ gặp nguy hiểm. Anh ta không còn tốc biến nữa. Honor lao vào. Viper ở phía trên, mỗi bên mất một người nhưng Viper vẫn còn đầy máu. Doran cũng đầy máu và anh ta có quá nhiều sát thương. Hai điểm hạ gục cho Hanwha Esports. T1 đang phải lui ra, họ không còn đủ sức chống chịu nữa rồi. Những quả cầu sấm như chỉ thẳng vào đầu của Doran. Zed cố gắng ngăn chặn đội hình đối phương để cho Keria có thể có cơ hội để chạy nhưng lượng máu của anh ta không nhiều và đây là phần sân của Hanwha Esports. Faker cũng tương tự như vậy. ZK đang tổ chức cuộc đi săn của mình. Keria có thể là con mồi đầu tiên. ZK vẫn chưa bỏ cuộc. Anh ta đánh hoa soi sáng, phát hiện ra Faker rồi. Keria đã nằm xuống. Delay đứng lại, combo và Faker bị dính hôn gió nhưng ta vẫn hất tung được thành công. Faker quăng địa chân. Faker tốc biến nè nhưng sau đó thì chạy thẳng vào mồi lửa của Viper và Faker gục ngã. Đợt lính rất là lớn ở khu vực đường dưới. T1 là phải vội tiến vào khu vực hang Baron này. Faker vừa hôn gió vào Delay. Lượng máu mất của Delay không quan trọng lắm, anh ta vẫn còn bất khuất. Keria đang cố gắng ngăn chặn. Hanwha Esports tới rồi.
Honor đang sẵn sàng nổ lông cước, nhưng giao tranh đã nổ ra khi Baron còn quá nhiều máu. Và Kyria lẫn Honor nằm xuống quá nhanh. Viper có đồng hồ, Zed và Faker không tìm được Viper. Zed vẫn đang cố gắng tiến tới, Viper lui về được, bắn thêm một phát vào Zed. Phía bên này Gumayusi đã gục ngã. T1 không còn rừng, không còn hỗ trợ, không còn xạ thủ, và họ cũng không còn nhà nữa, bởi vì JK đã dịch chuyển vào căn cứ của họ. Faker và Zed đang cố gắng lui về. Cú dịch chuyển của Zed có kịp kích hoạt hay không đây? JK không đơn độc, bên phía của Hanwha Esports có hai người trong pha này, còn Zed thì chỉ có một. Thất bại thứ ba của T1 ở mùa giải này đã có, và nó gọi tên Hanwha Esports. Hanwha Esports thành công trong việc phá rớp của mình ở tại với chiến thắng trước T1, một chiến thắng mang ý nghĩa về mặt điểm số và cả về tâm lý thi đấu dành cho Hanwha Esports sau những trận thua ở tại mùa giải này trước các đội tuyển nhóm trên như T1 hay Gen.G. Thì ngày hôm nay họ đã có thể yên tâm để tiến tới với playoff. Thực sự là như vậy, đây là một trận thắng. Về kết quả thì nó không quan trọng lắm, nhưng cách mà hai bên đã giải quyết những bài toán về mặt chất tướng khi mà rất nhiều những cái tôi đã được thể hiện trong giai đoạn cấm chọn, và Hanwha Esports có được thắng lợi cuối cùng trong lần gặp nhau cuối cùng của họ trước khi vòng bảng kết thúc để tiến vào giai đoạn playoff. Và chúng ta cũng đừng quên rằng mặc dù lịch thi đấu của Hanwha Esports khó hơn, nhưng cơ hội để họ đứng trong top 2 vẫn còn.